hậu phương Anh khoe nhan sắc thăng hạng trước thềm Interna International 2022. Trước thềm chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Made International 2022, Á hậu phương Anh khiến người hâm mộ sức xoa bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và chín mùi. Sau hơn một năm đăng quang ngôi vị Á hậu một hoa hậu Việt Nam, Phương Anh đã mang về cho mình một nhiệm kỳ thành công khi nhận được nhiều thiện cảm từ các người hâm mộ sắc đẹp. Sở hữu khối thành tích và học vấn đáng nể, Phương Anh làm đứt lòng người hâm mộ bởi nhan sắc trong sáng đậm chất tri thức. Á hậu Phương Anh vinh dự trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc tầm cỡ Mết International 2022 sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 12. Để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường quốc tế, nàng hậu sinh năm 1998 đã chinh phục và thu nạp thêm lượng fan hâm mộ đông đảo bởi nhan sắc trong sáng, tự tin. Trong những hình ảnh gần đây, Phương Anh đều toát lên thần thái chuyên nghiệp kết hợp với việc tập luyện khắc nghiệt, đã phần nào giúp cô thăng hạng hơn về sắc và vóc. Không những thế, nàng hậu còn tích cực học tập tiếng Nhật cũng như trau dồi thêm vốn tiếng Anh, Pháp và các kỹ năng kết quát, phỏng vấn. Với những nỗ lực và sự cải thiện ngoại hình đáng kể, Phương Anh gây chú ý đến giới mộ điệu tại Miss International nổ cả về hình thể, nhan sắc lẫn tri thức, trước thềm dự thi Miss International 2022, trên các chuyên trang hàng đầu về sắc đẹp dự đoán Phương Anh là thí sinh làm nên chuyện tại Miss International 2022. Đây cũng là lợi thế của nàng hộ trước khi lên đường chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Trải qua hơn 62 năm lịch sử, Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp đứng thứ ba trên thế giới. Vốn biết đến với danh xưng thế vận hội sắc đẹp Made International tìm kiếm những cô gái mang trong mình lòng nhân ái, tính hữu nghị. Sự thanh lịch trí tuệ, khả năng chủ động và quan trọng nhất là sự nhảy cảm về thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi là để mạnh hòa bình thế giới, thiện chí và tầm hiểu biết. Nổi bật với bề dày tri thức đáng nể và nhan sắc thanh lịch, trong sáng, Phạm Ngọc Phương Anh luôn được nhắc đến như một chiến binh nghìn máu tại đấu trường nhan sắc danh giá này. Phạm Ngọc Phương Anh trở thành á hậu một hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô gây ấn tượng từ đầu cuộc thi với thành tích học tập tốt. Người đẹp sống tại thành phố Hồ Chí Minh là con út trong gia đình ba anh chị em. Trước khi thi hoa hậu, cô từng đăng quang hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2015. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh thuộc nhóm thí sinh có trình độ học vấn cao là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạt giải nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Phương Anh sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, làn da trắng cùng chỉ số 3 vòng hoàn hảo. Với chiều cao 1,77m, số đo 3 vòng 82, 61, 90cm, cô cũng là một trong những nàng hậu có chỉ số hình thể đẹp nhất nhì sâu bếp Việt.